Vi khuẩn có ở khắp nơi. Có vi khuẩn tốt, có vi khuẩn có hại. Vi khuẩn có hại gây bệnh và được điều trị bằng kháng sinh. Tuy nhiên, có những vi khuẩn không bị tiêu diệt bởi các kháng sinh thông dụng. Chúng đột biến và phát triển không ngừng. Tỷ lệ kháng kháng sinh ngày càng gia tăng, chúng ta có thể chết bởi những nhiễm khuẩn thông thường. Theo chính phủ Anh, đến năm 2050, số ca tử vong mỗi năm do kháng kháng sinh là 10 triệu người trên năm. Con số này lớn hơn cả bệnh ung thư. Hơn 10.000 USD trên năm chính là chi phí mà mỗi người phải bỏ ra để điều trị các bệnh liên quan đến nhiễm khuẩn trong tương lai. Trong đó, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới. Theo số liệu WHO cung cấp cuối năm 2018 tại Việt Nam, 83% phế cầu khuẩn gây nhiễm khuẩn đường hô hấp kháng penicillin, 72% vi khuẩn E. coli gây nhiễm khuẩn tiêu hóa kháng ceftriaxone. Điều tra về chương trình hành động quốc gia về kháng kháng sinh năm 2018, tỷ lệ bán thuốc không theo đơn ở nông thôn là 91%, thành thị 88%. Điều này làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh. Để ngăn chặn kháng kháng sinh, cần chung tay của bệnh nhân, dược sĩ và bác sĩ. Bệnh nhân không tự ý mua, sử dụng kháng sinh, không sao chép đơn cũ, tuân thủ thời gian điều trị. Dược sĩ tư vấn sử dụng kháng sinh đúng cách, đúng thuốc, đủ liều, đủ thời gian. Bán thuốc theo đơn, lưu ý về tác dụng phụ. Bác sĩ tuân thủ nguyên tắc khi kê toa, chỉ kê kháng sinh khi cần thiết. Kê kháng sinh đúng liều, đúng cách, đủ thời gian. Yêu cầu bệnh nhân tuân thủ điều trị. Xịt họng keo ong Unibee, chung tay đẩy lùi kháng kháng sinh.